Máy ép cám viên S250 tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, cho năng suất khủng lên tới 450kg trên một giờ. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Trong video thực tế lần này, Ngọc Nga sẽ tiếp tục cùng với bà con quan sát quá trình bàn giao kỹ thuật trực tiếp cho anh Nam ở Hải Phòng đến xưởng sản xuất của công ty Bình Minh, tham quan xưởng sản xuất và nhận bàn giao sản phẩm máy ép cám viên S250. Khách hàng anh Nam sau khi được nhân viên bán hàng tư vấn kỹ lưỡng cảm thấy rất hài lòng về máy S250 từ thiết kế cho đến năng suất của máy, nên đã không ngại đường xá xa xôi cùng với các bạn mình trực tiếp đến công ty Bình Minh và đã được các kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ lưỡng về việc sử dụng máy. Tư vấn viên đã giới thiệu cho anh ưu điểm nổi bật của dòng máy S250 cho năng suất khủng từ 350 đến 450kg trên 1 giờ. Thiết kế toa nạp dạng màn hình tiện lợi, chứa đựng được lượng lớn nguyên liệu mà không gây tắc nghẽn máy. Đặc biệt hơn nữa, máy được trang bị cầu hộp số ô tô có tác dụng tăng cường và duy trì hoạt động ổn định của máy. Hiện tại, kỹ thuật viên đang hướng dẫn các khách hàng của chúng ta chạy thử máy. Đầu tiên, kỹ thuật viên hướng dẫn cho anh Nam sử dụng tay công, điều chỉnh quả lô siết chặt với mặt sàng. Sau đó là cho chạy thử máy với 10-15 cân bột cám gạo để làm trơn mặt sàng. Và lưu ý anh Nam trong quá trình phối trộn nguyên liệu phải đảm bảo độ ẩm từ 10-20%. Với nhu cầu muốn làm cám viên cho đàn lợn 100 con của khách hàng anh Nam, nhân viên bán hàng đã tư vấn cho anh lắp đặt sàng 4 ly để phù hợp với vật nuôi nhà mình. Và theo yêu cầu của anh Nam muốn sử dụng thêm các nguyên liệu khác, kỹ thuật viên đã chuẩn bị ngô hạt và tận dụng bã lạc từ máy ép dầu lạc đa năng của công ty Bình Minh để anh Nam quan sát thêm quá trình chạy thử máy. Ngoài nguyên liệu này ra, anh Nam cũng như bà con có thể sử dụng các công thức ép cám viên khác, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có giá thành rẻ mà vẫn đảm bảo độ dinh dưỡng tốt nhất cho vật nuôi. Kỹ thuật viên đã đổ ngô hạt, bã ép vào cùng với bột cám gạo để cho ra thành phẩm viên cám chắc mịn, dinh dưỡng. Viên cám khi ra ấm nóng có thể trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay hoặc đem phơi sấy khô, rồi đem đóng bao để bảo quản lâu dài, hoặc anh cũng có thể đem cám do chính mình làm ra mang bán lại cho bà con ở xung quanh. Sau khi quá trình ép cám hoàn thành, kỹ thuật viên tiếp tục hướng dẫn anh Nam để lại một lớp lót sàng bằng một bát con cám gạo trộn với 5 thìa dầu ăn để lần sau anh sử dụng máy sẽ không bị tắc sàng. Vâng, và quá trình nhận máy và nhận bàn giao kỹ thuật đến đây là kết thúc. Máy ngay bây giờ sẽ được kỹ thuật viên vệ sinh sạch sẽ để ngày mai vận chuyển đến tận tay khách hàng anh Nam của chúng ta. Trong suốt quá trình thử máy, anh Nam cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm cũng như sự phục vụ và đón tiếp của quý công ty. Cảm ơn anh Nam đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm của công ty. Thưa bà con, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chuyên sản xuất các dòng máy nông nghiệp, công nghiệp, phục vụ bà con trong quá trình sản xuất, giúp bà con đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các sản phẩm do công ty chế tạo và sản xuất luôn đạt được chất lượng tốt nhất, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của bà con, được bà con tin tưởng và sử dụng rộng rãi. Công ty luôn không ngừng cố gắng đổi mới, sáng tạo, sản xuất ra những sản phẩm ưu việt nhất, trực tiếp thay lời cảm ơn của công ty gửi đến bà con trong suốt quá trình đồng hành, tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của công ty. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.